Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em về mở tiềm long bí bảo bậc 6. Thì mình sẽ mở theo tỷ lệ từ 1 gương lên tới 2 gương, lên tới 3, 5 và 10. Thì mình định tích tầm 100 gương mình mới làm video, nhưng mà thực sự là tích khá là lâu. Nên hôm nay mình đã tích được 50 gương. 50 rương, 51 rương thì mình xin làm video luôn cho các bạn, để các bạn có thể có cách mở mà gương này á, nó ra tỷ lệ đá 6 nó ngon. Thì mình sẽ test cho các bạn luôn, là giống như mình nói thì mình sẽ mở một gương, xong rồi 2, 3, 5 nha. Thì đầu tiên các bạn vẫn như mọi ngày, thì chúng ta phải về đâu? Chúng ta phải về ba lăng nguyện. Nếu các bạn thích coi video của mình nữa thì chúng ta phải về ba lăng nguyện và chúng ta chui vào cái gốc kẹt này. Chỉ người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc thôi. Này, chúng ta đứng ngay chỗ mà cái sàn gạo này đi. Đấy, để chúng ta lọc ra những viên đá của bắp mà chúng ta sẽ rớt được những viên đá 6. Này, thì chúng ta đứng ở đây rồi đúng không? Việc thứ hai là chúng ta phải bật may mắn lên. Đây, bật may mắn lên, may mắn 2. Thì việc tiếp theo là chúng ta phải mua 50 cây búa. Thì ở đây có 15 cây búa rồi. Thì mình sẽ mua thêm 15, là mua thêm 35 cây nữa. Mình sẽ vô mua thêm 35 cây nữa. Chúng ta sẽ đập nát cái gương luôn các bạn à. 35 nữa. Thì trước khi đập thì mình sẽ nói về cách kiếm gương này. Thì cách kiếm gương này các bạn chỉ vào, thì nó không chỉ, nhưng mà nó sẽ có những cách như sau. Thứ nhất các bạn mở tàng bảo đồ. Thứ hai các bạn đi những cái hoạt động. Và thứ ba các bạn săn bot hoặc mua trong chợ bang cái kiểu nha. Thì có rất là nhiều cách. Nhưng mà cách nhiều nhất là đi phong lăng độ này. Đi phong lăng độ rồi đi bot giáo ngoại là cách lụm nhiều nhất nha. Thì mình xin bắt đầu. Đầu tiên là mình sẽ mở 10 lần. Mỗi lần mở một gương thì mình sẽ coi tỷ lệ nó sẽ ra được bao nhiêu nha. Đây, mình mở lần một gương thôi. Không ra đá. Một lần. Hai lần cũng không ra. Ba lần cũng không ra. Rồi hôm nay đi bụi rồi. Bốn lần cũng không ra các bạn ha. Ra đá 6 đi. Ừ, trời ơi, được một phiên bực 5 nhu. Bực 5 nhu, trời là trời. Ra bực 5 mà ra viên này thôi héo đời cô lụ luôn. Thật tình luôn các bạn. Thôi tiếp tục. Đây là một cái sự mà đau lòng không hề nhẹ luôn. Này tiếp tục, mình mở 5 gương đúng không? Thì tỷ lệ 5 nó ra một viên, mở tiếp. 6 gương, 7 gương, 8 gương, 9 gương, 10 gương. Thì tỷ lệ 10 gương nó sẽ ra một gương, nó sẽ ra một cái phiên phân cương. Thì nếu các bạn mở lần một gương thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ tăng lên. Mình sẽ mở lần 2 gương. Mình sẽ mở gần 2 gương. Mọc cương nha là nghe cái tên là thấy cũng ngon rồi đó. Trời má, cương nha là kháng thổ luôn các bạn ơi. Không ngon tí nào luôn, cương nha kháng thổ lên được có bán được có kháng thổ bây giờ nó bán có 200 ngân phiếu à. Đau lòng. Đau lòng thiệt tình, số hôm nay mình xui quá xui luôn các bạn ạ. Thì cương nha là mình mở 2 gương nha. Mình sẽ mở tiếp tục 2 gương. Không có, là 4 gương rồi nha, 4 gương. 6 gương, ừ, được một cái viên 4 cương tình rồi, viên kháng nữa rồi, nghe chứ cương là không vui rồi. Thấy chưa, bỏ né tránh viên này nói chung cũng được, nói chung cũng ngon. Ok, tạm chấp nhận được. Nói chung là nãy giờ lỗ vốn rồi các bạn ơi. Thì mình đã mở 6 gương rồi, bây giờ mình sẽ mở thêm 2 nữa.
cương diệt là như kháng nữa rồi, trời ơi là trời. Lại kháng quả nữa các bạn ơi. Hạt này quá xui. Thì tiếp tục là các bạn nãy giờ các bạn mở cái hai mở 4 lần thì lần nào thì được 3 lần ra đá nha. Nói chung là tỷ lệ mở lần hai gương nó ngon nha. Này là tỷ lệ mở gần hai gương rồi. Thì bây giờ mình tiếp luôn tỷ lệ mở gần 3 gương nha. Mở lần 3 gương. Thì mở gần hai gương là có tỷ lệ 5 lần là 3 lần ra đá nha. Bây giờ mình tiếp mở lần 3 gương. 1 2 lên. Không có ra đá các bạn ơi. 2 2 1 2. Cương chuyền là đá gì ta? Nghe cái tên là cũng thấy vui vui á. Cương chuyền. Bà nội nó ra viên chính xác luôn. Mẹ cái số hôm nay là cái số héo đời cô lũ các bạn à. Nãy giờ ra đá mà chưa trúng một viên ngon luôn á. Tại mấy viên này là cái viên mà cảm thấy bế tắc quá. Nhưng mà thôi dù gì cũng làm video để cho anh em biết tỷ lệ. Thì tỷ lệ là 3 gương là sẽ được cái viên kia nha. 3 gương sẽ được viên kia. Thì bây giờ tiếp tục là 3 gương nữa. 3 gương nữa. Trời ơi, 3 gương nữa thì hết 3 gương rồi. Thì mình sẽ tiếp tục cái cuối là 3 cái nữa. 3 cái nữa. 1, 2. Phải được một viên bậc 6 chứ. Nãy giờ bậc 6 gì đây? C, C là gì? U bậc 6 đó mẹ ơi. Trời ơi các bạn à. Viên này là mình nãy giờ mình hòa vốn các bạn à. Nãy giờ phải vậy chứ. Phải ra viên chí mạng cho mình chứ. Được viên này được. Nói chung là thương á. Ông trời thương. Nói chung nãy giờ chắc thấy mình xui quá nên cũng thương. Được. Là có nghĩa là tỷ lệ mở 3 ấy. Tỷ lệ các bạn mở mà hợp. Mở hộp mà 3 lần ấy thì tỷ lệ các bạn có coi tỷ lệ là 4 lần thì hai lần nó ra nha. Nói chung á bạn tỷ lệ các bạn mở lần hai hộp với ba hộp là tỷ lệ là ra 50 50 nha. Khi các bạn mở 4 lần thì trong 4 lần hai lần nó sẽ ra đá. Nha, thì bắt đầu mình sẽ lên tiếp tỷ lệ. Thôi nói chung là mình thấy tỷ lệ 1 2 3 là quá ngon rồi nên mình sẽ không lên tiếp tỷ lệ mà mình sẽ mở tiếp tỷ lệ 3 luôn các bạn. Thì mình thấy tỷ lệ 3 ấy, nó đang ngon rồi. Chúng ta sẽ mở tiếp 3 luôn. 1, 2, lên. Thấy chưa? Cương nhẫn là không phải kháng rồi. Chắc chắn bạn luôn. Cương nhẫn là nó là cái gì đó rất là ngon. Bà nội nó cương nhẫn là bỏ qua kháng kim. Nó cũng không có ngon lắm các bạn à. Cái viên này nói chung là cũng không ai xài. Bạn thấy không? Nói chung là bạn mở lần 3 gương nha. Là cái tỷ lệ ra đá khá là ngon nha. Mình sẽ mở tiếp 3 gương luôn nha. Ở 3 gương 6 nội công, nội công thấy chưa, gạt cương diễu là nội công chắc với bạn luôn nè, tại mình mua viên này hoài luôn, bạn thấy không, nội công yeah. Nội công thì mình để coi của mình trong cái phần khảm của mình bây giờ còn thiếu bao nhiêu viên nội công, trong cái phần khảm nào full cái này full nội này full nội chí mạng này nè, thì ở đây thì sẽ còn thiếu ở đây nội công thiếu 4 viên, 4 viên, nói chung 8 viên, đúng không? 4, 8, mình thiếu 12 viên nội nữa. Là bây giờ, ok rồi. Nói chung cũng hên. Tiếp tục các bạn. Nói chung là mở tỷ lệ, các bạn nhìn thấy mình mở nha. Có nghĩa là tỷ lệ các bạn mở 3 lần nha. Ra hộp khá là ngon nha. Nãy giờ mình mở 3 lần là lần nào cũng có đá nha. Nên mình tiếp tục mở 3 luôn. Nội 6, nội 6, nội 6, nội 6. Thấy chưa? Cương im, bạn thấy cương im không? Là cái ngon rồi. Mình thấy đá sáo là mình thấy ngon rồi. Để coi gì đây. Cương im. Trời là trời. Mẹ ơi kháng thủy trời ơi. Mình thấy đá sáo là thấy có tiền rồi. Mà tại sao nó ra là viên kháng nữa. Đau lòng quá các bạn. Cái viên sáo này mình cho các bạn coi viên kháng. Hồi nãy mình được cái viên kháng thổ, viên kháng thủy. Thì kháng thủy các bạn coi ở đây này. Đá sáo. Có 119 ngân phiếu rồi. Trời ơi, ba gương hết 190. Tính ra mình lời được 10 ngân phiếu. Oh my god. Còn mình coi lại cái kháng thổ thì mắc tiền hơn. Thế 400 dữ người ta. Nói chung thì kệ đi. Chúng ta mở tiếp.
Má thì mong là ra được viên nội để mình qua vốn các bạn à. Nói chung cũng xui quá. Nhưng mà thôi, làm video cho anh em. Nên mình cho dù mình đang xui thì mình cũng phải gán. Mình cắn răng, mình nỗi đau đang đang lên, mình phải cắn răng thôi các bạn. Nội công đang nỉ luôn đó, đang nỉ đi mà cái này giống cứng quá bạn ơi. Ai mà đang chơi mà mấy cái kia đang giống cứng, nội công đi sức mạnh cũng được. Lên, lên. Ừ, má cái này hết con rồi, hết con rồi. Tiếp tục ba gương tiếp. Tiếp tục ba gương. Ba gương nội công đi bạn ơi. Nói. Má không có luôn rồi, còn có bốn gương các bạn à, còn có bốn gương mà còn có ba cây búa à. Đập ba cây búa luôn. Nội công đi mà. Nội. Trời, nó không có viên nào nữa luôn. Vậy các bạn có thể thấy được cái tỷ lệ mở 50 cái gương của mình. 50 cái gương tốn 3k ngân phiếu và mình đã thu lại được cái gì? Thì các bạn coi nha. Thu lại được một cái phiên chí mạng bán được 2k ngân phiếu. Phiên này bán được 100, phiên này bán được 200 đi. Trên đấu giá nó bán 200 mà. 200 là 2k3. Viên chính xác này bán con 100 mà 2k4. Viên kháng băng đòn này bán 50, 2k4 50. Viên nội này bán 400. 2k8. 2k8 mấy viên này nói chung là 3k, nói chung là mình về vốn nha. Nói chung là sau khi mình mở 50 dương rương ấy thì nói chung là cái số của mình nó xuôi tét nách luôn. Đa số anh em mở 50 gương nó thế nào các bạn cũng lời chắc chắn luôn, mà mình mở về vốn đó các bạn là cái số của mình nó đen lắm luôn rồi. Thì mình mới nhận định như vậy, mình mới có nhận định là các bạn nên mở một lần. Tỷ lệ các bạn thấy rõ ràng đúng không? Mở một lần ba rương thì tỷ lệ nó sẽ ra phân cương khá là cao theo như mình test. Với lại các bạn nên mở một lần, các bạn mở ba gương xong các bạn xui thì các bạn đừng có như mình xui thì nghỉ để mà mai mở tiếp, chứ đừng có giống như mình xui mở tiếp thì nó cũng xui thôi. Thì thì hiện tại mình sẽ kết thúc video ở đây. Và nếu anh em nào cần làm video về hướng dẫn phân tích về cái thuộc tính hay là về đồ gì đó, các bạn cứ comment bên dưới giúp mình. Mình sẽ cố gắng làm những video mà tận tình nhất và chính xác nhất cho các bạn, để chúng ta chơi game một cách thoải mái và chuẩn xác nhất. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh giúp mình. Một lần nữa mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video của mình kỳ sau.